Đã có ít nhất là 12 người thiệt mạng và 31 người bị thương trong một vụ nổ bồn chứa ga tại một nhà hàng ở thủ đô Doha của Qatar vào ngày 27 tháng 2. Theo Bộ Nội vụ Qatar, vụ nổ xảy ra ở nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ là một tai nạn. Điều tra ban đầu cho thấy bồn ga phát nổ đã gây ra một đám cháy lớn, một phần của tòa nhà đã bị đổ sập. Vụ nổ có sức công phá lớn khiến nhiều ô tô bị hư hại, các mảnh vỡ văng xa hàng chục mét. Thông tin được biết, trong số những nạn nhân thiệt mạng có hai trẻ nhỏ, các nạn nhân phần lớn là thực khách người Ả Rập, châu Á và Qatar. Đây là vụ tai nạn gây thương vong lớn nhất xảy ra tại Qatar kể từ tháng 5 năm 2012, sau một vụ cháy làm 19 người ngoại quốc, trong đó có 13 trẻ em thiệt mạng tại một trung tâm mua sắm hạng sang ở trung tâm Doha.